Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm 4 bị cáo có độ tuổi từ 24 đến 31 tuổi, gồm Nguyễn Hoàng Duy, trú quận Sơn Trà, Đặng Duy Tùng, Nguyễn Tấn Hiếu, trú quận Hòa Hải Sơn, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, và Nguyễn Thị Mỹ Phương, trú quận Sơn Trà, về hành vi không tố giác tội phạm. Theo cáo trạng, vào tháng 2 năm 2021, Nguyễn Hoàng Duy được bạn nhờ trông coi khách sạn trên đường Hà Bổng, quận Sơn Trà và bắt đầu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Duy móc nối với bạn tù trước đây là bị cáo Tùng để làm chân rết. Tùng và Hiếu có nhiệm vụ đi giao, nhận ma túy và được trả công bằng ma túy sử dụng hoặc tiền để tiêu xài. Tối ngày 4 tháng 5, Công an thành phố phát hiện bắt quả tang Tùng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 98,9 gam ma túy. Khám xét khẩn cấp khách sạn, thu giữ hơn 65 gam ma túy các loại. Riêng bị cáo Phương biết rõ Duy mua bán trái phép chất ma túy nhưng không tố giác tội phạm. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Hoàng Duy mức án chung thân. Đặng Duy Tùng 18 năm tù, Nguyễn Tấn Hiếu 10 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy và Nguyễn Thị Mỹ Phương 1 năm tù về tội không tố giác tội phạm.